xin chào tất cả các bạn nha. Yeah, chúc các bạn có một ngày mới thật nhiều vẻ nha. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời các bạn ạ. Và hiện tại là các bạn có nhìn thấy cái gì kia không? Hôm nay chỗ mình có gió nên là mình sẽ test thử cái con diều. Hôm qua mình làm các bạn nhá. Hôm qua mình làm khoảng độ 100 con diều các bạn. Nhưng mà hôm qua chắc không đến. Bởi vì là hôm qua thì mình làm video mà mình cắt đi khoảng độ 2 tiếng. Các bạn ạ. Bởi vì là mình tua nhanh ấy. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nhá. Bởi vì nào hôm nay là mình khi mà mình đua nên bởi vì một mình có một mình đua thôi. Nên là giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nhá. Một gian diều của mình. Wow. Wow, các bạn thấy gì chưa? Tuyệt vời các bạn ơi. Nên là mình không nghĩ là nó có thể bay được như vậy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem nhá. Wow, rất tuyệt vời. Hôm nay là một ngày trời nó đang kiểu ưng ưng mưa các bạn ạ. Chuẩn bị là đi vào cơn mưa rồi. Bây giờ thì mình sẽ quay này. Wow. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Rất tuyệt vời đấy nha các bạn nha. Ui giời. Một gian diều. Để mình yên mình đếm xem bao nhiêu con các bạn nhé. Ôi các bạn ơi, trời đổ cơn mưa rồi. Uầy. Trời mưa rồi các bạn ơi. Một để mình đếm xem bao nhiêu con nhá. 1 này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 con các bạn nhá. Giờ nó cũng mưa rồi các bạn ạ. Nên làm kéo xem như thế nào nhá. Gió to rồi các bạn ơi. Gió to lại còn mưa nữa cơ. Ôi. Wow. Nó vẫn lên các bạn nhá. Các bạn nhìn rõ không? Rất tuyệt vời, rất chia tuyệt vời luôn. Ôi, nó mưa rồi các bạn ạ. Mình nghĩ là không xong rồi. Mình đang nuôi diều thì tự nhiên nó mưa. Cái mưa này thì mình không thể lường trước được nha các bạn nhé. Các bạn nhìn đẹp không? Trông nó vừa hợp tình mà nó còn vừa hợp lý các bạn ạ. Đấy. Ôi, nó gần rơi các bạn ơi. Gần rơi rồi, chạy rồi. Mưa rồi. Ôi các bạn ơi. Yeah. Gần mưa rồi các bạn ạ. Cầm chú. Mưa rồi. Kéo cho nó hết các bạn nhé. Giờ nó ướt rồi các bạn ạ. Đi về thôi. Đi quay này. Các bạn nhìn này. Mới được cầm một chỉ đấy chú. Đấy. Mình đang nuôi diều thì nó ướt hết rồi các bạn ạ. Tiếc quá, 30 con liền. Ôi, bây giờ mình sẽ thu về rồi nhá. Hỏi gặp trường hợp mà khi mà người ta đã đồng không may chỉ có sắt ở chân, đứt ở chân đấy. Nên mình sẽ kéo những con diều này về các bạn nhé. Ôi, đây là thu khoảng hết khoảng độ 30 con diều liền. Đua 30 con diều liên tiếp và cái kết này, các bạn nhìn này. Giấy này, lung tung luôn. Giờ đi về thôi các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy chưa? Hôm nay là mình sẽ test chứng minh các bạn xem đấy. Bởi vì là chưa test được nên được 100 con các bạn ạ. Này. Vì nó khá là nhiều luôn. Về chỗ này giờ mình sẽ về làm cho xỏ rác. Ui. Được chưa? Bây giờ mình sẽ đi về thôi. Yeah. Ok. Hôm nay trời mưa. Chán quá. Đúng cơn mưa nữa các bạn ạ. Cháu mình đang xu dây. Mình nghĩ là chắc là cũng không còn nữa. Xu dây giờ thành một cái đống tro vụn như thế này rồi. Hoàn thành xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi về các bạn nhé. Mình đang đi về nhà mình. Ok. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của mình nha. Nếu các bạn thấy clip của mình hay hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Bye bye.